Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ ba với các nội dung: Các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Trong chương trình thời sự hôm nay, Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh về nội dung ngày làm việc này của kỳ họp. Còn bây giờ, xin được giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hà Nội. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham luận tại đại hội phản ánh về ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Số dự án đầu tư trong tỉnh tiếp tục tăng cao. Hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát, xã Quang Hưng, huyện Phủ Cử. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đông dân Việt Nam lần thứ bảy nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với chủ đề Dân chủ đoàn kết đổi mới hội nhập phát triển. Dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đại diện cho các ban ngành cơ quan trung ương và địa phương. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên là đại biểu khách mời duy nhất trong 63 tỉnh thành phố của toàn quốc có tham luận tại đại hội với chủ đề Tỉnh ủy Hương Yên lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa đại hội. Được sự nhất trí của đoàn chủ tịch đại hội, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, tôi xin được phát biểu với nội dung tỉnh ủy Hưng Yên lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp là đại biểu khách mời được phát biểu tại đại hội trọng thể này. Trước hết, tôi xin được trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu dự đại hội, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, Hưng Yên là tỉnh ở trung tâm đồng bằng châu Thổ Sông Hồng, với gần 100 km sông Hồng, sông Luộc chảy qua, đất đai tương đối bằng phẳng, là tỉnh có vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội thuận lợi cho quá trình tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sau hơn 20 năm tái lập, tỉnh đã luôn quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, tỷ trọng công nghiệp đã chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và có đóng góp với nền tài chính quốc gia. Tuy vậy, hưng yên luôn xác định có điểm xuất phát từ tỉnh thuần nông nông dân vẫn là lực lượng đông đảo công nghiệp đô thị phát triển mạnh nhưng một bộ phận khá lớn nông dân chưa có điều kiện tham gia trực tiếp trong môi trường sản xuất công nghiệp do đó hướng lựa chọn của hưng yên vẫn phải là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để nông dân làm giàu từ sản phẩm của mình sản phẩm nông nghiệp ngoài việc cung ứng cho thị trường trong nước và ngoài nước thì cung cấp trực tiếp cho các khu công nghiệp và đô thị trong tỉnh đây có thể coi là bước quyết định để nông dân khá giả và nông thôn ổn định như thời gian vừa qua xuất phát từ định hướng trên hương yên đã có nhiều chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới như chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao chương trình xây dựng nông thôn mới chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa giá trị gia tăng cao đề án sản xuất giống lúa giống cây trồng vật nuôi đề án xây dựng phát triển hạ tầng thương mại nông thôn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp tổ chức hội trợ lễ hội nhãn lồng lễ hội cam lễ hội hoa cây cảnh để quảng bá giới thiệu và tiêu thụ nông sản nhờ đó sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn của tỉnh tăng trưởng ổn định, năng suất chất lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi được nâng lên, thu nhập và đời sống của hội viên nông dân được cải thiện nâng cao. Các hình thức tổ chức sản xuất đã có nhiều đổi mới và phát triển, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, trình độ sản xuất thông canh được nâng cao, việc cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được tăng cường, chăn nuôi thủy sản phát triển mạnh theo hình thức trang trại với quy mô khá lớn tập trung phát triển vùng nhãn, vùng vải lai, cây có muối, vùng chuối, vùng cây dược liệu, vùng rau, khảo nghiệm và bổ sung vào cơ cấu mùa vụ được gần 10 giống cây trồng mới, giúp hội viên nông dân có nhiều lựa chọn trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả và thu nhập. Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và nỗ lực cố gắng của hội viên nông dân, nông nghiệp Hưng Yên giai đoạn 2008-2018 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3% trên năm giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,3 lần so với năm 2008, thu trên mỗi hecta canh tác đạt 192 triệu đồng trên năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến rất rõ rệt, từ bình quân 6,62 tiêu chí một xã năm 2011, đến nay tăng lên bình quân đạt 18,4 tiêu chí một xã. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 78%, một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hai huyện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kính thưa đại hội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong tỉnh, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Hội, các cấp hội nông dân đã có những đóng góp cụ thể quan trọng để đạt được kết quả nêu trên. Hội đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân là lực lượng chủ lực tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động hội viên nông dân nâng cao nhận thức thay đổi tập quán phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế các cây trồng vật nuôi, dồn thừa, đổi ruộng đất nông nghiệp, ủy thác và tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm với lãi suất ưu đãi, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ký chương trình phối hợp với các sở ngành để đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở nông thôn. Thời gian tới, cùng với sự giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Trung ương hội tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, giao hội nông dân tỉnh tham gia bảo vệ và trồng hoa cây cảnh dọc tuyến đê tả sông Hồng đoạn chảy qua Hưng Yên dài khoảng hơn 40 km. Đây sẽ là tuyến đê kiểu mẫu trong phong trào chung của cả nước về chất lượng và cảnh quan như sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên nông dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hiến gần 20.000 mét vuông đất Tham gia hàng vạn ngày công lao động, hội viên nông dân đã xây dựng gần 2.000 công trình dân sinh, gần 1.000 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Kính thưa đại hội, để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, Đảng Bộ Chính quyền, các cấp hội nông dân tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết hội nghị Trung ương khoảng 12, đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nông nghiệp, nông dân nông thôn và các chương trình đề án của tỉnh. Xác định rõ vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn phải tiếp tục được chú trọng giải quyết một cách đồng bộ thường xuyên và liên tục. Xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn. Hai là tiếp tục huy động đa dạng hóa các nguồn lực và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để toàn tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2021 đồng thời từng bước chuyển trọng tâm sang giai đoạn triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ba là tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân gắn với chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở lấy thôn khu dân cư làm địa bàn và hộ gia đình làm hạt nhân để triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh trong cộng đồng cư dân nông thôn mà ở đó hội viên nông dân và hội nông dân là lực lượng nòng cốt. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc cùng toàn thể các vị đại biểu tham dự đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng nay kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ ba và họp phiên bế mạc. Dự kỳ họp có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh và các ông bà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt đoàn chủ tọa kỳ họp, ông Đỗ Xuân Sảng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ tập trung vào một số nội dung: nông nghiệp nông thôn, đầu tư tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng quản lý đô thị, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục y tế, an ninh quốc phòng và một số chế độ chính sách. Tiếp đó kỳ họp bước vào phiên lãnh đạo các sở ngành hữu quan trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Đỗ Xuân Tuyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, người trả lời trả lời thẳng vào vấn đề, đại biểu hỏi. Mở đầu phiên chất vấn, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và câu hỏi chất vấn của bốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc về năm nhóm vấn đề: thực hiện kế hoạch số 93A về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, chất thải các làng nghề, ô nhiễm sông Bắc Hương Hải giá đền bù khi thu hồi đất. Thay mặt đoàn chủ tọa kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu kết luận và gợi mở một số vấn đề ngành tài nguyên môi trường. Trên cơ sở ý kiến trả lời của ông Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và trên cơ sở thực tiễn ấy, thì tôi chỉ đề nghị ông Giám đốc Sở Tài nguyên có mấy vấn đề trong cái nhóm tài nguyên môi trường thế này. Thứ nhất là xác định cái vị trí chức năng nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên xem là chức năng nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên đến đâu thì chúng ta làm hết cái chức năng nhiệm vụ đến đấy. Và ngoài chức năng nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên thì các sở ngành liên quan đến đâu, trách nhiệm đến đâu thì chúng ta các sở ngành thì tôi đề nghị là cũng phải phối hợp với Sở Tài Nguyên làm hết chức năng nhiệm vụ của mình. Và việc thứ ba là trách nhiệm của Ủy ban nhân các huyện thành phố. Tôi nói đơn cử như vấn đề về ô nhiễm môi trường vấn đề về giải phóng mặt bằng, vấn đề về danh mục dự án mà liên quan đến thu hồi đất núa thì không chỉ của sở tài nguyên môi trường nên tôi đề nghị là các ông chí phải phối hợp làm sao cho nó chặt chủ tọa kỳ họp tổng hợp thì thấy có hai vấn đề cử tri quan tâm thì đề nghị ông giám đốc sở tài nguyên môi trường lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu vấn đề thứ nhất là về cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai và vấn đề thứ hai là vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và hai vấn đề này là cử tri và nhân dân của tỉnh rất quan tâm. nên tôi đề nghị là ông giám đốc sở Tài nguyên Môi trường à, lưu ý hai cái nội dung này. về lĩnh vực cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai thì tôi đề nghị thế này, tôi đề nghị là ông giám đốc sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục ra soát cắt giảm các cái thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp và các cái thủ tục gây phiền hà cho nhân dân và cho doanh nghiệp đặc biệt là các cái lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan đến thu hồi đất này đến giao đất này cho thuê đất này chuyển mục đích sử dụng đất đấu giá đất giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cái thứ hai nữa là đẩy mạnh cái thực hiện cái cung cấp dịch vụ công trực tuyến giả soát rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cuối cùng là tôi đề nghị thế này phải công khai này minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở của các cơ quan đơn vị mà nơi trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính. đấy mới là cái quan trọng. chúng ta đề ra thủ tục hành chính tôi nói thí dụ như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân đất ở đấy cấp giấy chứng nhận quyền sử đất ở lần đầu cho hộ dân thì thủ tục hành chính của họ gồm có những nội dung gì và thời gian bao nhiêu thì tôi đề nghị công khai trên phương tiện thông tin đại chúng mà trước hết ở tỉnh thì trên đài phát thanh truyền hình và báo nguyên rồi niêm yết tại cái cơ quan đơn vị trực tiếp mình thực hiện cái thủ tục hành chính này thí độ tôi nói như ở sở tài nguyên môi trường ở văn phòng quản lý đất đai thí dụ ở ở cái chi nhánh văn phòng quản lý đất đai ở các huyện thành phố thí độ như ở ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn để người dân người ta biết được và đồng thời là báo cáo với các ông chí là từ đó cũng để gần phát huy cái vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân trong vấn đề mà cải cách hành chính trong vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp đó ông Nguyễn Ngọc Sơn giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời giải trình những vấn đề cử tri và hai câu hỏi chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung tình trạng xe quá khổ quá tải, xe trốn trạm thu phí đi qua đường 380 qua huyện Phan Lâm làm hỏng đường, biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm hạ tầng giao thông trong các khu cụm công nghiệp ở huyện Văn Lâm, khu công nghiệp Phú Núi A, giải pháp lắp biển báo đảm bảo an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư hay xảy ra tai nạn giao thông. Phát biểu đánh giá phần trả lời cử tri, trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh qua tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri rồi thảo luận tỏ thì chúng tôi đã tổng hợp riêng lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải có 5 vấn đề. Thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy là có hai vấn đề mà cử tri quan tâm. Và đề nghị ông giám đốc Sở Giao thông rồi các sở ngành có liên quan đến các huyện thành phố chúng ta quan tâm để chúng ta triển khai. Nội dung thứ nhất mà nhân dân và cử tri quan tâm đó là vấn đề đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông. Đấy thì hiện nay thì báo cáo với các chí là Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 346 ngày 29 tháng 1 năm 2015 và kế hoạch 93A ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc xử lý giải tỏa các cái vi phạm xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn giao thông thì tôi đề nghị là ở đây là ủy ban nhân các huyện thành phố là phải nghiêm túc triển khai thực hiện riêng vi phạm hành lang an toàn giao thông là phải nghiêm túc thực hiện đấy tôi đề nghị tiến hành giải tỏa cái thứ hai nữa là phải tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tổ chức cán bộ đảng viên và nhân dân. Mà tuyên truyền ở đây là tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi nồng ghép với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là Ban An toàn Giao thông của tỉnh và của huyện. Đấy, tôi biết là kinh phí của Ban An toàn Giao thông của huyện, của tỉnh là năm nào cũng có. Và trong đó có những cái nội dung mà liên quan đến tuyên truyền về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban an toàn giao thông của của tỉnh, ở ban nhân dân của huyện đều có cả, đều theo quyết định thành lập cả. Tôi đề nghị các chí lưu ý như vậy. Và cái thứ, việc thứ ba nữa là giả soát này, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất được giao trái thẩm quyền. Đặc biệt là chúng ta phải ngăn chặn này, chấm dứt các trường hợp vi phạm mới phát sinh và các cái công trình tái chiếm trở ạ Cử tri trong tỉnh là quan tâm đến việc kiểm soát xử lý xe quá khổ quá tải tham gia giao thông. Thế thì tôi đề nghị là cái nội dung này cũng liên quan đến trách nhiệm của Sở Giao thông Nhưng cũng trách nhiệm của các huyện thành phố Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 28 Ngày 24 tháng 1 năm 2017 Về việc thực hiện chỉ thị 32 của Thủ tướng Chính phủ Về kiểm soát trọng tải phương tiện tham gia giao thông Muốn nói để các ông chí thấy là ủy ban tỉnh Tất cả những nội dung mà cử tri có ý kiến Và hôm nay các vị đại biểu hội đồng dân tỉnh quan tâm thì ủy ban tỉnh đều có các văn bản chỉ đạo. Bây giờ chỉ còn vấn đề là chúng ta tổ chức triển khai thực hiện nào cho tốt. Đề nghị là các địa phương, các huyện thành phố rồi chỉ đạo các xã phường thị trấn là phải ra soát, thống kê các phương tiện vận tải trên địa bàn mình để mà tuyên truyền và tổ chức ký cam kết. Cam kết ở đây là cam kết không tự cải tạo kích thước thùng xe. Việc thứ ba là phải phát huy hiệu quả của các bộ cân di động. Thì tôi đề nghị là sở giao thông đã có các cái bộ cân đấy bộ cân di động đấy thì cũng phải phát huy cái tác dụng này phát huy hiệu quả và cố gắng là đây đã gọi là cân di động thì chúng ta cũng không nên đặt một chỗ cố định kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm pháp luật như là tránh chạm cân này và chống đối lực lượng tham gia thi công thực hiện việc kiểm tra xử lý xe ô tô quá tải trên tất cả các tuyến đường như vậy là ý tôi muốn nói đây là tất cả các tuyến đường đường tính quản lý thì trách nhiệm của sở giao thông đường huyện quản lý thì phải của huyện đường xã quản lý và đường giao thông nông thôn tôi đề nghị là phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện hoạt động của các trạm cân tức là ở đây là muốn là kiểm tra cái hoạt động của trạm hiệu cân có hiệu quả không cán bộ nào ở đấy có trách nhiệm không bà Trần Thị Tứ giám đốc sở đội vụ trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung tình trạng thiếu giáo viên tăng vụ cấp cho hội đoàn thể cấp xã thôn sắp xếp bộ máy tinh giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu và nêu một số vấn đề ngành nội vụ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tọa kỳ họp thì đề nghị mấy ý. Ý thứ nhất thì trong bốn cái vấn đề mà cử tri quan tâm ấy, thì đề nghị là sở nội vụ quan tâm phối hợp với ban tổ chức tỉnh ủy để mà tham mưu cho thường vụ. Sau này sau này thì bộ chính trị sẽ ban hành quy định về đảng thống nhất quản lý tổ chức và biên chế trong cả hệ thống chính trị. Thế như vậy thì phải sau này phải tham mưu làm sao đảm bảo cái tính liên thông để mà sắp xếp những cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý từ nơi thừa sang nơi thiếu. Và tương tự như vậy thì cán bộ diện ban cán sự đảng, ủy ban tỉnh quản lý. Tôi muốn nói về chức vụ đấy, để đảm bảo cái chỗ từ chỗ thừa sang tôi thiếu. Để làm sao cái công tác cán bộ nó liên thông trong toàn tỉnh. Cái việc thứ hai nữa là đề nghị là sở về tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc cái việc tổ chức triển khai thực hiện của các sở ngành, của ủy ban nhân các huyện thành phố đối với việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết trung 6 khóa 12 và cụ thể là bằng kế hoạch 88 và chương trình 24 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Xem các huyện, thành phố, các sở ngành đã triển khai theo đúng tiến độ chưa, theo đúng quy định chưa. Và đặc biệt là đảm bảo cái quy định số lượng để mà thành lập một phòng và số lượng cấp phó còn phòng theo quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy để làm sao cho nó tốt. Đồng thời với cái việc đó là hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các đơn vị xây dựng đề án Việt Nam gắn với với tinh gọn tinh giản biên chế nhưng mà phải đảm bảo thì hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Và đến 2021 thì phải đảm bảo được theo quy định của Trung ương là giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. <laughs> Nội dung mà cử tri quan tâm đó là vấn đề đạo đức công vụ. Thì tôi đề nghị là thanh tra Sở Giáo Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ. Nếu chúng ta làm tốt cái công tác thanh tra công vụ rồi thanh tra trách nhiệm của giám đốc sở rồi của các chủ tịch ủy ban nhân các huyện thành phố nữa thì tôi nghĩ là vấn đề mà cử tri quan tâm vấn đề nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức sẽ nâng lên sau phần lãnh đạo các sở ngành hữu quan trả lời chất vấn ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh ông nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải trình cụ thể hóa những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, chất vấn. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân tỉnh đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh 18 báo cáo và tờ trình các sở ban ngành đơn vị thuộc Ủy ban tỉnh đã có báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và theo yêu cầu của chủ tọa kỳ họp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã trả lời chất vấn của đại biểu hội đồng dân tỉnh trước hết cho phép thay thay mặt ủy ban tỉnh xin tiếp thu ý kiến trân trọng cảm ơn đại biểu hội đồng tỉnh và cử tri trong tỉnh đã tâm huyết trên tinh trần xây dựng đã đóng góp ý kiến với ủy ban tỉnh các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban tỉnh đồng thời xin giải trình làm rõ những vấn đề lớn chủ yếu mà cử tri và đại biểu Hội đồng nhân tỉnh quan tâm chất vấn cũng nêu một số giải pháp trọng tâm chủ yếu để chúng ta thực hiện trong năm 2019. Trước hết, chúng ta phải vui mừng trước các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh ta năm 2018 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và có một số chỉ tiêu chúng ta đã đạt đích ở năm 2020. Tổng sản phẩm tăng 9,64%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người chúng ta đã đạt 55,3 triệu đồng. Trong đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Công nghiệp xây dựng tăng, nông nghiệp giảm và dịch vụ phát triển. Đặc biệt, trong năm qua, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chúng ta đã huy động được số nguồn vốn rất lớn trên 31.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017 để chúng ta tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, giao thông và hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh cũng như đảm bảo được đời sống và an sinh xã hội. Kim ngạch xuất khẩu của chúng ta năm qua đã đạt tới 4.250 triệu đô la là tăng tới 16% so với năm 2017 và tổng thu ngân sách thì đến nay chúng ta đạt 12.840 tỷ trong đó nội địa 9.400 xuất nhập khẩu đạt 3.440 tỷ Ở trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì đến nay chúng ta đã có huyện Mỹ Hào được công nhận là huyện nông thôn mới. Và hết 2018 thì có hai huyện thành phố Hưng Yên và Văn Giang đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Và tới đây tỉnh sẽ báo cáo thủ tướng trong năm 2019 để xem xét công nhận là huyện nông thôn mới. Và trong năm qua chúng ta đã có tới 30 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Ban đầu kế hoạch chúng ta chỉ phấn đấu 15 đến 20 xã. Từ đó đã góp phần là cả tỉnh chúng ta đến nay có 117 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và đạt tới 81% và bình quân cả tỉnh đã đạt là 18,5 tiêu chí trên một xã. Và kế hoạch của chúng ta đến 2020 xây dựng chương trình lúc đó mới phấn đấu là 60% số xã. Thế như vậy là khả năng nếu chúng ta năm 2019 cả hệ thống chính trị vào cuộc chúng ta quyết liệt thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ cơ bản đạt 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới ở năm 2020. Tỷ lệ đô thị hóa chúng ta đạt tới 34%. Các cái chất lượng hoạt động về y tế, giáo dục, đào tạo được quan tâm, đầu tư, trang thiết bị, rồi nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, đội ngũ bác sĩ, chuyện là chất lượng dạy học, rồi chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh, rồi phòng bệnh chúng ta được nâng lên. Trong năm chúng ta đã có thêm tới 37 trường đạt chuẩn quốc gia và chúng ta đến nay là cả tỉnh đã có tới 60% số trường đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt là trong năm qua chúng ta đã quan tâm đầu tư kinh phí để hỗ trợ các đối tượng chưa có điều kiện mua thẻ bảo hiểm y tế. Năm nay chúng ta đã đạt tới cái tỷ lệ mua bảo hiểm y tế 86,5%. Và hộ nghèo chúng ta còn 2,75%. Những cái thành quả cụ thể từng lĩnh vực về nông nghiệp. Trong năm chúng ta đã cấp quyền bảo hộ cho cam văn Giang Cam Đồng, Thanh Kim Động, rồi Nghệ Chi Tân, rồi Cây Hoa Xuân Quan. Các nhờ có cả hệ thống chính trị vào cuộc như vậy, cho nên là phải nói là nhân dân rất là đồng tình và phấn khởi trong cái phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Trong năm, chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển các làng nghề. Đến nay chúng ta có những làng nghề hoạt động và phát triển tương đối hiệu quả như làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan và làng nghề đúc đồng Nộng Thượng, đặc biệt là làng nghề Mộc, xã Hòa Phong. Hòa Phong có 7 thôn, thì đến nay có 7 thôn đều được công nhận làng nghề. Về phát triển doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, đất đai và môi trường, trong năm qua chúng ta đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đã ban hành kế hoạch để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính, rồi chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức năm hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, trong đó có nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp các tập đoàn trong nước và nước ngoài rồi làm việc trực tiếp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các huyện. Cho chúng ta đã lắng nghe được nhiều những khó khăn vướng mắc và đã cũng đồng thời tháo gỡ một cách kịp thời để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua chúng ta thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là phải đẩy mạnh cái phong trào khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cả cách hành chính để thành lập doanh nghiệp mới đây là một vấn đề cái hình thức để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Cho năm qua chúng ta đã có tới 1.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký tới 13.000 tỷ đồng. Đây là cái tiền đề rất thuận lợi cho chúng ta phát triển kinh tế trong năm tới. Về hoạt động văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội thì xin báo cáo ông chí là rất phân khởi năm nay chúng ta là cái đội bóng đá trẻ U11 của chúng ta đã đạt Á quân. Mấy ngày này chúng ta thì cả nước đang rất là quan tâm đến cái đội bóng đá trẻ của Việt Nam. Nhưng mà vừa qua cái đội bóng đá trẻ của tỉnh 11 đã đạt tới Á quân. phải nói là cái vượt bậc. Chúng ta cũng không nghĩ đến, Nạc quan cũng chưa nghĩ đến thành quả như vậy. Rồi cái đội bóng đá phô hiến thì chúng ta đạt vào giải hạng quốc gia năm 19 này thì đấy là một thành công rất lớn về vấn đề văn hóa thể dục thể thao và đặc biệt là mấy ngày nay thì mới khai mạc khai 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 mạc đại hội thể dục thể thao toàn toàn quốc thì hương yên chúng ta là năm đại hội trước là đứng thứ 44 cả nước thì đợt này là đứng thứ 30 năm tức là có tới 23 huy chương trong đó có 3 huy chương vàng 7 huy chương bạc và 15 huy chương đồng đấy là cái thành quả mà ngành thể thao chúng ta đã làm được trong năm qua có những bước nhảy phải nói là ngoạn mục và lĩnh vực thể dục thể thao rồi trong năm qua chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến chú trọng trùng tu tôn tạo nâng cấp các di tích đền thờ các danh nhân là người con của Hưng Yên là năm 2019 chúng tôi tiếp tục chỉ đạo điều hành với phương châm đề cao kỷ cương kỷ luật hành chính hành động quyết liệt sáng tạo chuyển mạnh từ chỉ đạo điều hành sang đồng hành và phục vụ lấy kết quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng duy trì trật tự an toàn xã hội cải cách hành chính nhất là lấy sự hài lòng của người dân của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp làm cơ sở và đánh giá phân loại việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và cá nhân cụ thể là chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và giao các nhiệm vụ các chỉ tiêu đến từng sở ngành đến từng huyện chi tiết tới trên 300 nhiệm vụ và khoảng 400 trăm cái, 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 cái các cái chỉ tiêu chỉ. đổi mới cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong nông nghiệp sản xuất sạch sản xuất việt ghép sản xuất liên kết sản xuất hữu cơ tăng cường thành lập hợp tác xã thế rồi là xúc tiến thương mại mạnh mẽ hơn nữa để cho mọi người dân trong nước để biết được hương yên có những cây con những đặc sản mà người ta hiện nay có nhiều người chưa biết và chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa lông sản của bà con nông dân lên và hiểu xuất khẩu nó không phải chỉ có xuất khẩu là sang nước ngoài mà kể cả các tỉnh bạn và đặc biệt quan tâm đến thị trường miền Nam lưu ý là trong năm nay chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi nhưng mà vẫn lưu ý là giữ vững ổn định cái diện tích trồng nhãn khoảng 4.500 hecta thế rồi là diện tích cam khoảng 2.000 hecta còn lại chúng ta tập trung vào những cây con chủ lực khác có năng suất chất lượng và hiệu quả giá trị cao và có thị trường ví dụ như là trong cam thì chúng ta phát triển cái cam đường canh thôi nhãn chúng ta giữ ổn định nhưng mà tập trung vào chuyển sang nhãn nhãn muộn và nhãn chất lượng cao cải tạo những giống cũ và chúng ta mở rộng cái diện tích vải như ở phù cử ân thi có thể phát triển mạnh được cây vải thực hiện cái đề án mỗi xã một sản phẩm ốp cóp để phấn đấu 2020 đầu 2020 chúng ta sẽ tổ chức cái triển lãm cả tỉnh để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Cử tri người ta mong mỏi chúng ta là phải làm quyết liệt, làm mạnh mẽ hơn nữa cái 93 ma. Thì tới đây Ủy ban tỉnh sẽ ban hành một cái chỉ thị nữa và trách nhiệm giải tỏa các nhà ở xây vi phạm trên đất nông nghiệp là hoàn toàn vi phạm luật đất đai và vi phạm pháp luật. Cho nên là chủ tịch các huyện tới đây phải chỉ đạo rồi bí thư các huyện phải chỉ đạo quyết liệt để các xã phải giải tỏa. Các nhà mà xây làm trên đất tung ba làm nhà ở cứ quyết giải tỏa làm tới cho nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cấp chủ tịch phó tịch các thành viên ủy ban dân tỉnh và thủ trưởng các sở ngành chủ tịch ủy ban các huyện thành phố tối cấp xã phường thị trấn phải chủ động sáng tạo và đề cao trách nhiệm sâu sát thực hiện chức trách nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước ủy ban tỉnh chủ tịch ủy ban tỉnh về kết quả công tác của ngành của lĩnh vực địa bàn mình tập trung nâng cao chất lượng và tính chủ động kịp thời trong việc tham mưu ủy ban tỉnh đảm bảo chất lượng các văn bản trình ủy ban tỉnh theo chương trình công tác và khắc phục triệt để tình trạng chậm tiến độ lợ động nhiệm vụ chất lượng báo cáo không đảm bảo đẩy mạnh cải cách hành chính khắc phục những tồn tại yếu kém trong hoạt động công vụ duy trì hoạt động cơ chế một cửa một cửa liên thông đưa vào hoạt động hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện đồng bộ đúng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và các chỉ số khác triển khai đồng bộ hiệu quả hoàn thành các chương trình kế hoạch của Trung ương Đảng, Chính phủ, của tỉnh ủy, ban tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp phải tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu lại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân ngay từ khi mới phát sinh. Rồi thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ phải thường xuyên liên tục. Và quan tâm công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tập trung công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm nhất là thanh tra kiểm tra đột xuất các lĩnh vực mà có khả năng dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như đất đai tài chính thuế đầu tư công tác tuyển dụng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra trách nhiệm nhất là những người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ do ban tỉnh chủ tịch ủy ban tỉnh giao trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu lại tố cáo rồi làm tác công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh chú trọng tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, các thành tựu kết quả mô hình gương điển hình về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội phải khẳng định là đó là những dòng chảy chủ lưu và tạo để tạo niềm tin cho người dân và cán bộ đảng viên phải tập trung làm sao nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đảm bảo là 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của các hộ ở nơi dân cư nơi cư trú kính thưa quý vị đại biểu dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Ủy ban Nhân tỉnh các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giải pháp do Hội đồng Nhân tỉnh quyết định và cùng với những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên đây chúng ta sẽ tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư và phát triển mạnh phong trào khởi nghiệp Tôi tin tưởng tỉnh ta sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 để chúng ta vững tin bước vào năm 2020. Tiếp đó, dưới sự điều hành của đoàn chủ tọa kỳ họp, 100% các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra trình bày tại kỳ họp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thực hiện chức năng quyền giám sát tại kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và nhất trí thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở để ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tổ chức thực hiện. Cũng tại kỳ họp này, hội đồng nhân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 ông bà giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện các mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận đánh giá công tâm khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tiến nhiệm kết quả cao hay thấp đều thôi thúc những người được lấy phiếu phải làm việc tốt hơn để cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trước nhân dân và cử tri trong tỉnh đây cũng là dịp để những người được lấy phiếu tiến nhiệm tự xoay lại mình xoay lại ngành đơn vị mình phụ trách do vậy hội đồng nhân tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiến nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tích cực của các cấp các ngành, sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018 đạt được kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng tốt, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, công tác an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết đúng quy định công tác xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận thấy rõ những vấn đề còn tồn tại thiếu sót cụ thể đó là kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, tỷ lệ tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên tổng sản phẩm còn ở mức cao, chỉ số năng lực, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt thấp, chưa đạt so với tiềm năng của tỉnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đảm bảo theo kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng chưa kịp tiến độ việc phát hiện và xử lý các vi phạm về quản lý đất đai chưa triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm nước trên các con sông và trong khu vực dân cư còn diễn ra phức tạp kính thưa các vị đại biểu hội đồng nhân tỉnh các vị đại biểu tham dự kỳ họp nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh đã đề ra, tạo động lực quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2016-2020. Hội đồng nhân tỉnh đề nghị các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là đối với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng liên kết sản xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch chuyển lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ ngành nghề ở nông thôn xây dựng và triển khai các sự kiện xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hai là về lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được điều chỉnh quy hoạch phấn đấu trong năm 2019 mỗi huyện thành phố có ít nhất một cụm công nghiệp và huyện Ân Thi huyện Văn Lâm ít nhất có hai cụm công nghiệp và toàn tỉnh có thêm khoảng 150 ha đất khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng, đồng bộ đi vào hoạt động, chấm dứt hoạt động đối với các dự án đầu tư không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã đăng ký. Ba là về thu ngân sách và chi ngân sách, tập trung khai thác tốt nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2019, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối chi ngân sách các cấp bốn là đối với nhiệm vụ cải cách hành chính đẩy nhanh tiến độ thành lập trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để đi vào hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính giả soát cải cách các thủ tục hành chính theo hướng rút gắn quy trình đơn giản hóa nội dung hồ sơ tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tăng cường công tác kiểm tra công vụ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng có giải pháp thực hiện tốt các quy định về tinh giảm biên chế, xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Năm là về công tác quản lý tài nguyên môi trường, giả soát và có biện pháp thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, quá thời gian quy định không thực hiện đầu tư hoặc đầu tư không có khả năng. Từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các dự án sản xuất dày nẻ, quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc, kiểm soát và phát hiện Ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường. 6 là về chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh, từng bước đưa dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế về trạm y tế cấp xã, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tiếp tục triển khai có hiệu quả đồng bộ công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đổi mới công tác quản lý thanh tra kiểm tra, duy trì kỷ cương nền nếp dạy và học thi cử, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khai thác hiệu quả bền vững các di sản văn hóa di tích lịch sử, răng nam thắng cảnh trên địa bàn của tỉnh. 7. là đối với nhiệm vụ an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, không để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tám là sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân tỉnh các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của kỳ họp. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ của người đại biểu dân cử nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo luật định. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp, kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ bảy tiếp tục có những đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, việc thảo luận, tranh luận và giải trình tại kỳ họp đã tạo không khí làm việc sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp tạo được niềm tin và sự đoàn kết nhất trí để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Năm 2018 sắp kết thúc và chuẩn bị đón năm mới 2019 thay mặt thường trực Hội đồng nhân tỉnh và chủ tọa kỳ họp. Tôi xin kính chúc các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh nhà năm mới thắng lợi mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng xây mới và sửa chữa nhà ở, đến nay, Hưng Yên đã hoàn thành và giải ngân trên 97,6 tỷ đồng cho trên 3.370 hộ xây và sửa nhà. Trong đó có trên 800 hộ được hỗ trợ xây mới và trên 2.570 hộ được hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí trên 97,6 tỷ đồng. Vốn trung ương hỗ trợ là trên 22 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh là trên 74,6 tỷ đồng. Đối với hộ xây mới được hỗ trợ là 46 triệu đồng một nhà và sửa chữa là 23 triệu đồng một nhà. Đề án hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là chính sách của Đảng Nhà nước mang tính nhân văn sâu sắc nhằm tri ân với những đóng góp đối với những người có công với cách mạng. Tính đến thời điểm này của năm 2018, số dự án mới và đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cao. Toàn tỉnh đã thu hút 157 dự án đầu tư mới, trong đó có 129 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 10.400 tỷ đồng và 28 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 400 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.836 dự án trong nước và nước ngoài. Qua gần 11 tháng của năm 2018, có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho trên một vạn lao động. Số dự án mới và đầu tư tăng tiếp tục khẳng định sức thu hút đầu tư của Hương Yên đối với các nhà đầu tư các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động và góp phần để mạnh phát triển thương mại dịch vụ ở các địa phương. Trong thời gian tới, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh theo hướng tinh chọn dự án, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng vào các khu cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hợp tác xã thủy sản Hưng Phát phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và hộ nông dân trên địa bàn. Hợp tác xã thủy sản Hưng Phát xã Quang Hưng, huyện Phù Cử hiện có 24 thành viên nuôi thả thủy sản với diện tích là 45 ha. Tháng 4 năm 2018, hợp tác xã triển khai mô hình nuôi thương phẩm với diện tích là 2,5 ha với trên 36.000 cá rô phi và 39.000 cá chép. Khi tham gia mô hình, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ thuốc phòng bệnh thức ăn. Sau 8 tháng triển khai, qua đánh giá mô hình của hợp tác xã được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, tỷ lệ sống của cá tăng hơn 10 đến 15%, tiêu tốn thức ăn giảm 8 đến 10%, lượng thuốc dùng để phòng bệnh cho cá giảm từ 7 đến 10%, giá tăng khoảng từ 5 đến 10%. So với phương pháp nuôi truyền thống, hiện hợp tác xã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn cá sạch Việt Nam, bình quân mỗi tháng tiêu thụ 11 tấn cá thịt, đạt giá trị từ 300 đến 320 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên của hợp tác xã còn chủ động tìm đầu mối tiêu thụ tại các chợ lớn trong và ngoài tỉnh. Mỗi tháng khoảng 15 đến 17 tấn cá thương phẩm đạt giá trị từ 300 đến 400 triệu đồng. Sau nhiều năm cải tạo ruộng và đưa các giống bưởi có chất lượng cao như bưởi diễn, bưởi hoàng, bưởi đào đường, bưởi tuân lạc vào địa phương trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhiều hộ nông dân ở huyện Khoai Châu đã có thu nhập cao. Hiện nay toàn huyện Khoai Châu có 545 hecta bưởi, sản lượng đạt 4 triệu quả trên năm cho tổng doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng. Thời điểm này các nhà vườn đang tập trung thu hoạch rộ nên thương lái khắp nơi đến tận vườn mua. Với việc trồng theo tiêu chuẩn việt gáp, chủ yếu dùng phân hữu cơ và có quy trình nghiêm ngặt trong sản xuất nên hầu hết các vườn bưởi đều cho chất lượng tốt, quả to đều, hương vị thơm ngọt. Những hộ trồng bưởi cho thu lãi cao, tập trung chủ yếu ở xã An Vĩ, Đông Tảo, Tân Dân, Tứ Dân, Bình Minh, điển hình như các hộ ông Nguyễn Viết Vọng ông Đào Đức Thi ở xã Đông Tảo cho thu từ 800 triệu đồng đến trên 1,2 tỷ đồng trên năm. Hiện nay, việc bà con nông dân áp dụng trồng theo tiêu chuẩn Việt Cáp đang là hướng đi bền vững cho sản phẩm an toàn chất lượng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!